Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, xe cộ không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là tài sản giá trị với mỗi người. Vì vậy, ngoài việc xem tuổi thì chọn ngày giờ đẹp để mua xe máy, ô tô cũng rất cần thiết. Bởi nếu mua xe vào ngày giờ tốt, hợp tuổi sẽ đem lại sự an toàn và cát khí cho quá trình sử dụng. Khi gia chủ chọn được ngày mua xe hợp với tuổi, với mệnh của mình, điều này sẽ tạo cho tâm lý của chủ nhân được thoải mái khi tham gia giao thông, giảm tránh được tai nạn và các hiểm họa khác. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày mua xe tốt nhất trong tháng 1 âm lịch năm 2023. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ mua xe trong tháng 1 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất mua xe trong tháng 1. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác mua xe được thuận lợi và may mắn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989349119 để được tư vấn chi tiết về lễ mua xe nhé. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày mua xe. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc mua xe trong tháng 1 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương, ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989349119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày mua xe phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ mua xe, kỵ những ngày sát chủ, thụ tử, xương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt phá, trực thu, trực bế, không vong, trường đoản tinh, đại hao, tiểu hao, xích khấu, hàm trì, hoang vu, thiên tặc, câu giảo hà khôi, tán ly, đại sát, nguyệt hư, nguyệt yểm, nguyệt hại, hung bại, tứ phế, tứ hao, thiên thượng không vong, diệt một, trực xấu. 2. Ngày hợp mua xe. Thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên quý, thiên tài, nguyệt tài, thiên phú, dịch mã, trực thành, yêu an. Ngày cát nhật, trực mãng, trực khai, ngày tụ tài. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày tìm ra được ngày tốt nhất mua xe trong tháng 1 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 1 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch. Tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 dương lịch năm 2023 đến ngày 19 tháng 2 dương lịch năm 2023. Tháng 1 là tháng Giáp Dần, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Canh Thìn, ngày 29 là ngày Mậu Thân. Trong tháng 1 âm lịch có hai tiết khí là Lập Xuân và Vũ Thủy. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 1 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 1 âm lịch là ngày Tỵ và ngày Tý, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ, 26 Ất Tỵ, mùng 9 Mậu Tý và 21 Canh Tý. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày thụ tử. Ngày thụ tử là những ngày tốt, bao gồm có 2 ngày mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày dương công kỵ là ngày 13 Nhâm Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 4. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Ngọ, mùng 7 Bính Tuất trùng với ngày thụ tử, ngày 13 Nhâm Thìn, ngày 18 Đinh Dậu, ngày 22 Tân Sửu và cuối cùng 27 Bính Ngọ. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 5. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 14 Quý Tỵ và cuối cùng 23 Nhâm Dần. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 6. Ngày nguyệt phá là những ngày thân, bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân và 29 Mậu Thân.
7. Ngày trực thâu là những ngày hợi, bao gồm mùng 8 đinh hợi và 20 kỷ hợi. 8. Ngày trực bế là những ngày sửu, bao gồm mùng 10 kỷ sửu, 22 tân sửu. 9. Ngày không vong là ngày 14 quý tỵ và 22 tân sửu. 10. Ngày trường đoản tinh là 20 kỷ hợi và mùng 7 bính tuất. 11. Ngày đại hao là ngày ngọ, bao gồm mùng 3 nhâm ngọ, 15 giáp ngọ và 27 bính ngọ. 12. Ngày tiểu hao là ngày tỵ, mùng 2 tân tỵ, 14 quý tỵ và 26 ất tỵ. 13. Ngày xích khấu là ngày mùng 3 nhâm ngọ, mùng 9 mậu tý, 15 giáp ngọ. 14. Ngày hàm trì là những ngày mão, bao gồm 12 tân mão và 24 quý mão. 15. Ngày hoang vu là những ngày tỵ, mùng 2 tân tỵ, 14 quý tỵ và 26 ất tỵ. 16. Ngày thiên tặc là những ngày thìn, 13 nhâm thìn, mùng 1 canh thìn và 25 giáp thìn. 17. Ngày câu giả hòa khôi là ngày hợi, bao gồm mùng 8 đinh hợi và 20 kỷ hợi. 18. Ngày tái ly là ngày thìn, bao gồm 13 nhâm thìn là ngày tam nương không dùng, mùng 1 canh thìn, ngày 25 giáp thìn là ngày tốt. 19. Ngày đại sát là ngày tuất, bao gồm mùng 7 bính tuất và 19 mậu tuất. 20. Ngày nguyệt hư là những ngày sửu, bao gồm mùng 10 kỷ sửu và 22 tân sửu. 21. Ngày nguyệt yểm là ngày tuất, bao gồm mùng 7 bính tuất và 19 mậu tuất. 22. Ngày nguyệt hại là những ngày tỵ, bao gồm mùng 2 tân tỵ, 14 quý tỵ và 26 ất tỵ. 23. Ngày hung bại là các ngày mùng 6 ất mùi và 21 canh tý. 24. Ngày tứ phế là ngày ất hợi, tháng này không có. 25. Ngày tứ hao là ngày nhâm tý, tháng này không có. 26. Ngày thiên thượng không vong, bao gồm 28 đinh mùi, 13 nhâm thìn, 14 quý tỵ, 29 mậu thân. 27. Ngày trực xấu là ngày tý, bao gồm mùng 9 mậu tý và 21 canh tý. Đó là 27 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn những ngày tốt để thực hiện công việc mua xe cho được hanh thông thuận lợi. Thưa quý vị, để may mắn bình an trên mỗi chuyến đi, thầy Gia Cát khuyên các bạn hãy sử dụng hồ lô bình an treo trên xe. Với thiết kế từ chất liệu gỗ đào và đá quý, có tác dụng lớn trong việc kỵ tà, hóa sát, đem lại tâm lý thoải mái cho người lái xe trên mỗi chặng đường. Đặc biệt, hồ lô bình an còn được khai quang, trì chú và xem ngày đặt để theo tuổi của từng gia chủ, khai trương, mở. Để khai mở được công năng tốt nhất của vật phẩm này, sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 28. Ngày thiên đức là những ngày đinh, bao gồm mùng 8 đinh hợi, ngày trực thâu, ngày kiếp sát, rất nhiều hung tinh. Ngày 18 đinh dậu phạm ngày tam nương nên không chọn hai ngày này. Ngày 28 đinh mùi có thể mua xe vào ngày này. 29. Ngày thiên đức hợp là những ngày nhâm, bao gồm mùng 3 nhâm ngọ, 13 nhâm thìn phạm ngày tam nương, 23 nhâm dần là ngày nguyệt kỵ nên ta không chọn. 30. Ngày nguyệt đức là những ngày bính, bao gồm mùng 7 bính tuất là ngày thụ tử, tuyệt đối không sử dụng, 17 bính thân là ngày trực phá, không nên dùng, 27 bính ngọ là ngày tam nương, kiêng kỵ mọi công việc quan trọng. 31. Ngày nguyệt đức hợp là những ngày tân, bao gồm mùng 2 tân tỵ là ngày sát chủ, tuyệt đối không sử dụng, 12 tân mão là ngày tốt, 22 tân sửu là ngày nguyệt hư, trực bế, tốt nhất không nên dùng hai ngày này. 32. Ngày thiên quý là các ngày có thiên can là giáp và ất, bao gồm mùng 5 giáp thân là ngày nguyệt phá, 25 giáp thìn là ngày thiên tặc tái ly, 15 giáp ngọ là ngày đại hao, xích khấu, nên các ngày giáp trong tháng này đều có nhiều hung tinh, rất xấu và không nên dùng. Mùng 6 ất dậu, 16 ất mùi là ngày cát để mua xe, 26 ất tỵ là ngày sát chủ, tốt nhất không nên dùng. 33. Ngày nguyệt tài là những ngày ngọ, bao gồm mùng 3 nhâm ngọ, 27 giáp ngọ trùng ngày tam nương, 15 giáp ngọ là ngày đại hao, xích khấu, nên các ngày ngọ trong tháng đều không tốt. 34. Ngày thiên tài là những ngày thìn trùng với ngày thiên tặc, ngày tài ly, chứa nhiều hung tinh nên cũng không mua xe vào ngày này. 35. Ngày thiên phú là ngày thìn đã xét ở trên. 36. Ngày dịch mã là ngày thân, trùng ngày nguyệt phá, tuyệt đối không sử dụng. 37. Ngày trực thành là ngày tuất, trùng với ngày thụ tử, kiêng kỵ mọi công việc quan trọng. 38. Ngày yếu an là ngày dần, bao gồm 11 canh dần là ngày tốt, ngày 23 nhâm dần là ngày nguyệt kỵ không dùng. 39. Ngày trực mãn là ngày thìn đã xét ở trên. 40. Ngày trực khai là ngày tý, ngày sát chủ, kiêng kỵ mọi công việc. 41. Ngày tụ tài là ngày hợi, có nhiều hung tinh, trùng với ngày xấu như trực bế, cẩu rào, hà khôi, không dùng thì sẽ tốt hơn. 42. Ngày cát nhật bao gồm 21 canh tý là ngày sát chủ, mùng 3 nhâm ngọ là ngày tam nương, mùng 5 giáp thân là ngày nguyệt kỵ nên ta không dùng 3 ngày này. Ngày 12 tân mão, 24 quý mão, 16 ất mùi, mùng 4 quý mùi là những ngày cát để mua xe.
Như vậy chúng ta vừa dựa vào 42 tiêu chí của sách Ngày tốt toàn thư chọn ra những ngày tốt mua xe trong tháng 1 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 1 âm lịch cho việc mua xe đó là những ngày tốt sau. Ngày 28 Đinh Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Nhâm. Ngày mùng 4 Quý Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Mậu. Ngày 16 Ất Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Canh. Ngày mùng 6 Ất Dậu kỵ những người tuổi Mão, hợp người tuổi Thìn, Tị, Sửu và những người có thiên can là Canh. Ngày 11 Canh Dần kỵ những người tuổi Thân, hợp người tuổi Hợi, Ngọ, Tuất và những người có thiên can là Ất. Ngày 12 Tân Mão kỵ người tuổi Dậu, hợp người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can là Bính. Ngày 24 Quý Mão kỵ người tuổi Dậu, hợp người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can là Mậu. Đó là những ngày cát lành mua xe trong tháng 1 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này, quý vị sẽ lựa chọn cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.